Rồi hôm nay cô bác sẽ mở tour con xe Future đèn LED này nha. Thì xe này là em trai này mua lại, mình cũng chưa coi bản số nữa, thì ở đâu nữa, thì xe của ai người đó lên nhận thôi nha. Thì xe này là chạy là 12.000 này ha. Rồi đời thì đời 2019 à. Thì xe này là sẽ là không có mở tô máy, thay thằng lằn tăng cam với lại nhông sinh dĩa thôi. Thì mình sẽ quay lại cận cảnh là thay thằng lằn tăng cam này. Thì xe ai người đó lên nhận nha. Rồi ok. Rồi bây giờ làm không làm mất thời gian này, mình sẽ chạy về để mình làm cho khách thôi. Ok. Thì xe này có tiếng xào đó anh em, mà không biết bể hay không. Thì có một anh là ảnh cũng ở Bình Dương, ở Bến Cát Bình Dương, ảnh cũng mới hỏi mình là có ship thằng lằn tăng cam lên chở không, tại vì ảnh có một chiếc là bị bể thằng lằn tăng cam anh em. Để làm cho khách là bể mấy lần rồi, rồi tới lột dên luôn. Đó thì bây giờ là ảnh sợ là gắn làm dên rồi lại bể nữa này, nhưng mà mình hết ship hàng anh em. Bên Viettel Post người ta không có nhận nữa nha anh em. Anh em lưu ý nha. Đó như vậy thôi. Thì bây giờ là mình không có nhận hàng để gửi nữa nha anh em. Rồi xe ai người đó lên nhận nha, xe cũng đẹp quá. Rồi 12.000 này. Thì tăng cam nó kêu nè, để mình quay tiếng tăng cam. Rồi vậy thôi ha. Rồi, chút làm lại là mình sẽ im hơn thôi, có gì đâu. Rồi hạng mục này là không có mở tua, chỉ thằng là tăng cam với nhông sinh dĩa thôi. Rồi. Rồi nha, bây giờ là tháo dàn áo ra với lại thay nhông sinh dĩa thôi. Rồi ok. Rồi thì dòng xe Future 125 á là bởi bánh tăng cam rất là nhiều nha anh em. Đây là minh chứng. Minh chứng cho bị bởi bánh tăng cam nè. Bị như thế này là dễ bị lột dên lắm nha anh em. Là nó cạ ba vớ này vô nhớt nè, nhớt nó là nó pha với lại ba cái ba vớ sắt này nó mài nhuyễn ra là bị lột dên thôi chứ gì đâu anh em. Chứ cái cần này là xe này dễ bị lột dên lắm nè. Đó. Đây bây giờ. Nó ăn tới ba đây sắt nó vô nè, sắt nó pha với nhớt nè. Rồi nó trộn vô giống như sấy xi lanh vậy đó, có mà sấy xúc bắp rồi vậy ha, ngon. Mặt nhuyễn thì ngon đó. Là bị lột dên thôi. Này nó ăn vô đầu cốt số nè. Đó. Rồi anh em thợ là ráp mấy xe này cũng biết rồi, nhiều khi anh em thay là một tháng anh em thay 2-3 cái cần cho khách luôn á nha, là vẫn bị như thế này nha. Đó anh em lưu ý chỗ đó nha. Đó thì mình có ship thằng là tăng cam cho anh em thợ và khách ở toàn quốc luôn. Thì hôm nay là cái chỗ giao hàng ship hàng nó không có còn hoạt động nữa, cho nên là nghĩ là qua Tết mới làm, cho nên là mình không có nhận ship đồ nghề hoặc là cần tăng cao mà mình không có ship nữa nha anh em. Qua năm tính tiếp nha. Thì mình gắn tại tiệm là 600.000, nếu mà anh em rớt ron thì mình thay cho anh em cái ron để thôi, còn anh em mua thì 500.000 nha. Rồi bây giờ là mình sẽ bắn qua lăng ra nha. Ơi bắn cho nó bơm. Rồi nha, nếu mà cái thằng này mà nếu mà cảo qua lăng yếu là nó sẽ tuôn cái ti cảo này liền nha. Cái cảo của mình bán là cũng ok lắm, thì có 250 một cây à. Thì đợi hơi cho nó đủ thì mình sẽ bắn ra cho anh em coi. Rồi có đồ chụp đầu dên luôn là anh em yên tâm ha. Rồi. Cảo
cảo ngoài là nếu mà nãy giờ xe này mà miết vậy là nó sẽ bị hư răng ti cảo nha. Đó. Rồi nã. Thấy chưa? Đó, mấy cảo kia là đi ti bảo đảm luôn anh em. À, mở ra cho tao thấy chập đầu dên luôn. Rồi anh em mua cái cảo này là được hai cái chập đầu dên nha, nhưng mà hết ship hàng này qua Tết mới ship. Rồi dính luôn hả? Dính luôn giật ra. Rồi thì để tránh cái tình trạng mà bể bánh đăng cam này thì Cùi Bắp sẽ có cái bộ combo nguyên đủ bộ là cái thằng lằn đăng cam này ha, sên bầu nè, với lại nửa bánh su lồng. Rồi Cùi Bắp sẽ thiết cái lỗi này trên xe này là không bể nữa, cái này là có thanh chừa không mà nó không bể bánh su lồng nữa nha anh em. Rồi, cho anh em coi nha. À, rồi ok vậy đi, tí sau giờ ha. Rồi bây giờ là sau khi vô thằng lằn tăng cam tăng ống xích rồi đàng hoàng thì mình sẽ vô nha. Rồi ok. Ok đó, ngon đó. Rồi thì qua Tết là mình có thằng lằn tăng cam, anh em nào mà bị bể cái bánh tăng cam này nhiều hoài thì liên hệ với mình nha. Rồi bây giờ mình bắn vô nha. Rồi ok. Rồi đó, bây giờ là mình sẽ vô lốc. Rồi, cái này cũng đơn giản ha. Đây, nắm như vậy thôi. Đó, vô. Dễ lắm anh em ạ. Nhưng mà có điều anh em làm là không được thôi. Như vậy thì dễ. Rồi, ok. Rồi bây giờ là sau khi vô thằng lằn tăng cam tăng ống xích rồi đàng hoàng thì mình sẽ vô nha. Rồi ok. Ok đó, ngon đó. Rồi thì qua Tết là mình có thằng lằn tăng cam, anh em nào mà bị bể cái bánh tăng cam này nhiều hoài thì liên hệ với mình nha. Bây giờ mình bắn vô nha. Rồi ok. Rồi đó, bây giờ là mình sẽ vô lốc. Rồi cái này cũng đơn giản ha. Đây, nắm như vậy thôi. Đó, dễ lắm anh em ơi. Nhưng mà có điều anh em làm là không được thôi. Vậy thì dễ. Rồi ok. Rồi thì bây giờ là chờ đồng đội mình thôi bi rửa tay sạch để mở tua anh gắn này cho. Rồi móc cái cục đá đỏ ra mở tua, xe này là mở tua luôn nha. Cái gì vậy? Mở tua luôn. Rồi. Rồi bây giờ là mình đã mở tua cho cái xe Future mà thay thằng lằn tăng cam nè. Rồi. Tổng thể là xe này là làm ở mình thằng lằn tăng cam với lại mở tua. Bây giờ mình chạy nữa là mình sẽ review lại một cái là mình sẽ giao cho ảnh thôi. Sáng giờ cũng lâu rồi. Rồi xe này sau khi mà thay thằng lằn tăng cam xong thì ok nha anh em. Rồi mở tua xong rồi chạy mạnh nha anh em. Rồi ok, rất là ngon. Ai là chủ xe thì lên có gì lên bình luận rồi thôi chứ giờ sao giờ.
Rồi. Thì bây giờ là mình sẽ về mình giao khách thôi, nói chung là ok đó anh em. Thì giá thay thằng lằn tăng cam á là không thay đổi, là vẫn là 600.000. Thì anh em nào mà làm máy, là anh em thợ nào mà bị bảo trì cho khách mà bị bể thằng lằn tăng cam hoài thì liên hệ mình, phải không? Là mình sẽ bán là 500.000. Đó thì xe còn mở tua máy là qua năm là lên 500.000 nha. Còn một ngày cuối cùng của ngày mai là tức là 27 Tết, thì anh em mà nào mà chưa có thay thằng lằn tăng cam, chưa có mở tua máy á thì có thể ghé mình nha. Chưa mở tua máy thì ghé mình để là mình lên giá đó anh em. Xe này là chạy mở tua máy là chạy bốc nha anh em. Rồi, cái đó là còn cái cảm quan của cái nhận xét của chủ xe nữa, chứ không phải là mình không dám là mình bình luận, tại vì mình bình luận thì nói tốt cho mình, thấy không? Thì đó, thì rất là ok, xe chạy rất là nhẹ nhàng luôn. Nhẹ nhàng hơn lúc cũ rất là nhiều luôn anh em. Thấy không? Rồi mình kết thúc video tại đây nha.